Mới đây, quận Cá Răng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 23 năm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận đã phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 23 năm Ngày gia đình Việt Nam. Thời gian qua, quận Cá Răng thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực gia đình trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền về Ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Ngày quốc tế gia đình 15 tháng 5, dân hóa ứng xử trong gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Nhân dịp họp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phối hợp tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cá Răng đã tặng giấy khen cho 21 hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa năm 2024.